Trời nói nhỏ nhỏ không biết nói sao ta. Trời ghê ghê ghê. Đưa cho con lại một câu, con nói là sao ta? Câu gì ta? Câu đã chị nói gì vậy? Dạ, thưa mẹ, chắc là con đi chơi con đi. Mời kiếm cho cháu như đi tìm người thưa mẹ. Đó là cái phiên bản trước luôn mẹ. Đó là phiên, ủa phiên bản trước hả? Phiên bản tập thoại em. Đấy, phiên bản tập thoại. Anh đang cần cái tập thoại cho nó hài mà. Cái hài hả? Dạ dạ. Cái hài em quên rồi. Dạ dạ. Em trong dòng mẹ quên cái sai của mình. Nhớ nè. Dạ thưa mẹ, đâu cái dạ cường đi ở đây. Dạ, chút xíu nữa mẹ. Tệ như vậy luôn á. Nhưng mà thì đó cô ấy thường luôn á, cô ấy thường chết rồi nhưng mà sau 2-3 tuần là quá là giỏi luôn. Dạ. Rồi bây giờ tại vì đã lỡ hỏi rồi, câu để cô nói luôn nha. Dạ, mình về nói về.